Và như em đã quảng bá từ nãy đến giờ thì cá nhân em cũng chưa được học cái bài kỹ năng quảng bá cả nhà mình. Chính vì vậy cho nên em kêu gọi từ lúc mà 42 người đến bây giờ mới có 74 người. Nghĩa là bản thân em cũng chưa được học kỹ năng quảng bá, cho nên em quảng bá những cái lời quảng bá của em nó vẫn chưa có hiệu quả, đúng cả nhà mình. Vì vậy cho nên số lượng người tham gia phòng Zoom buổi tối ngày nay còn cũng chưa được đông đủ lắm. Em hy vọng rằng là sau cái chương trình buổi tối ngày hôm nay em được lĩnh hội kiến thức tuyệt vời từ một chủ giảng vô cùng năng lượng và xinh đẹp, thì chắc chắn là những cái buổi sau em có làm MC trên G thì kỹ năng quảng bá của em nó cũng sẽ tốt hơn ngày hôm nay rất là nhiều. Vâng, và để em đỡ tủi thân hơn thì cả nhà mình cũng hãy quảng bá giúp về đội nhóm của các anh các chị để mà cái số lượng người tăng lên một chút để em đỡ tủi thân cho em quảng bá. Từ tối đến giờ số lượng người vẫn chưa đạt yêu cầu, mà em mong muốn rằng là nó phải có từ 100 người trở lên thì bài chia sẻ của chúng ta nó đỡ bị tiếc ấy ạ. Bởi vì cái giá trị tuyệt vời chúng ta chỉ có thể được học trực tiếp, đúng không ạ? Được đón nhận cái nguồn năng lượng trực tiếp thì bao giờ cũng tốt hơn là mình mô tả lại từ người khác hoặc nghe người khác mô tả lại. Chính vì vậy cho nên là em rất là mong muốn các anh các chị chúng ta vào Zoom sớm và đưa đồng đội của chúng ta cũng vào sớm. Và hiện nay trên vào Zoom của chúng ta mà số lượng người vào cũng tương đối đông, nhưng mà xin thưa với các quý cô chú anh chị rằng là em mà chụp cái màn hình em gửi lên về cô chú cô chị thấy là chúng ta chỉ có mới có 8-9 người bật camera thôi, chứ còn số lượng người bật camera rất là ít, đúng không cả nhà mình? Đấy, số lượng người bật camera rất là ít. Đấy, bây giờ bắt đầu là thấy đông hơn một chút rồi này, nhưng mà vẫn còn nhiều lắm ạ. Vẫn chưa thấy bật camera. Rồi có một số bác xin phép đi mặc áo, mặc tới khoảng 10 phút bây giờ vẫn chưa mặc áo xong. Xong mà cái áo mặc lâu thế ạ. Lúc đấy em có nhắc là một số bác chưa mặc áo thì bật camera không có được, thì các bác tắt cam đi mặc áo, từ lúc đó rồi không có quay trở lại. Chắc cái áo này nó thế nào ấy. Vâng. Em xin trân trọng giới thiệu một cái chương trình đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, như em đã quảng bá từ nãy đến giờ, và em cũng vô cùng là biết ơn một cái chương trình đặc biệt đến như thế này, một cái chương trình có thể hot đến như thế này mà được truyền tải bởi một người có cái kỹ năng làm MC vô cùng tuyệt vời. Mà hôm nay em chạy chọt mãi em vào em làm MC và em có nói với người chủ giảng là em ơi em vào em giảng thì em cứ giảng đi, nhưng mà em phải chú ý cái phần chị làm MC ấy, xong rồi làm xong cái chỗ nào chưa ổn ấy, thì em lại phải góp ý cho chị để chị làm tốt hơn. Chứ bây giờ chị quảng bá mãi vẫn chưa được 100 người em ạ. Thế nhá. Vâng. Và chương trình đặc biệt buổi tối hôm nay là về kỹ năng quảng bá và đặc biệt hẹn, được truyền tải bởi một người MC chuyên nghiệp của G23 chúng ta. Đó, và một em người MC này vô cùng năng lượng và vô cùng xinh đẹp, là rất nhiều các quý cô chú anh chị, hầu như là các quý cô chú anh chị đã đều biết đến em rồi. Đó chính là em Huyền Trang. Vâng, để chào đón lên đây sự hiện diện của em Huyền Trang thì em kính mong cả nhà mình hãy chat lên khung chat cho em một tràng số 6 thật dài để chào đón lên đây một người chủ giảng năng lượng xinh đẹp vô cùng tuyệt vời, đó chính là em Huyền Trang ạ. Vâng, rất nhiều các quý cô chú anh chị đã chat lên một tràng số 6 thật dài rồi đấy ạ, để chào đón sự xuất hiện của em Huyền Trang. Vâng, trước bây giờ thì chúng ta chỉ biết đi em Huyền Trang trong vai trò làm MC vô cùng là chuyên nghiệp của G23, đúng cả cho mình. Ngày hôm nay thì em không làm cái nhiệm vụ là MC nữa, và em lại đứng lên làm cái chương trình chủ giảng về cái phần vô cùng đặc biệt, đó là kỹ năng quảng bá và đặc biệt hẹn. Đây là một trong những cái kỹ năng mà có thể nói nhà phân phối của chúng ta ai cũng yếu kém phần này, ngoại trừ những người xuất sắc ra để những người còn lại đều yếu kém. Ví dụ như em là rất là yếu kém phần này, cho nên là em nghe thấy cái tiêu đề là em đã muốn vào Zoom rồi. Ấy thế mà rất nhiều các quý cô chú anh chị đọc rồi nhưng vẫn chưa vào, em thấy rằng là họ chưa hiểu được cái tầm quan trọng của phần này, đúng cả nhà mình đó. Vâng, rất nhiều các chàng số 6 đã comment trong phòng chat rồi. Vâng, không để cả nhà mình chờ đợi lâu hơn nữa thì xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của em Huyền Trang. Trân trọng kính mời em. Dạ vâng ạ, em xin được chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, chúng ta thấy từ nãy đến giờ được nhận rất là nhiều nguồn năng lượng tích cực, rất là nhiều vitamin cười từ MC Tống Nga ở chúng ta đúng không ạ? Em Trang nghĩ rằng là chắc chị Nga sẽ được bình chọn là một trong những MC hài hước nhất Vịnh Bắc Bộ. Với lối dẫn rất là hài hước, dí dỏm và đặc biệt là những ngôn từ rất thông minh. Thì cảm ơn chị đã có phần kết nối vô cùng tuyệt vời. Và rất là vinh dự cho em Trang ngày hôm nay có mặt ở đây trong phòng Zoom này và để được gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong phòng Zoom của chúng ta. Và cảm ơn chị Nga đã có phần kết nối và
Các anh chị hãy gửi cho em giúp em thật nhiều số 8 ạ, đúng không? Lên phòng chat để cảm ơn MC xinh đẹp của chúng ta. Cảm ơn chị đã có phần kết nối rất là tuyệt vời. Và mỗi một lần mà có chị xuất hiện để làm trong chương trình MC hoặc là trong những chương trình talk show, trong những chương trình đào tạo thì phòng Zoom của chúng ta đều rất là rôm rả. Vâng, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, số 8 đã được gửi lên phòng chat rồi. Và thật là trùng hợp, đúng không ạ? Chị Nga thì giúp em là gửi số 6, đúng không? Em thì muốn anh chị em gửi lên số 8, Lộc Phát đúng không cả nhà mình? Rất là tuyệt vời. Kính thưa cả nhà mình thì ngày hôm nay em nhận nhiệm vụ từ ban đào tạo của G23. Xin chia sẻ với quý cô và anh chị về một cái nội dung, đó chính là về quảng bá và đào tạo, quảng bá và đặt hẹn. Thì chị Nga từ nãy đến giờ ấy thì có nói rất là nhiều kêu gọi, rất là nhiều, mà theo quan sát của em đến bây giờ cũng mới chưa đầy 100 nhà phân phối. Thì có rất là nhiều cái lý do để mà chúng ta có thể nói với nhau rằng là cái chương trình này chưa thực sự là thu hút mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà em chỉ muốn chia sẻ một điều thôi cả nhà mình ạ, chia sẻ một điều này với cả nhà mình ạ. Có bốn cái điều mà đến Đức Chí Tôn, tức là Đức Đức Phật đấy ạ, cũng không có làm được, đúng không? Có bốn cái điều mà Đức Chí Tôn là Đức Phật không không làm được. Cái số 1 đấy ạ, đó là ngài là một Đức Chí Tôn nhưng mà ngài không thể thay đổi được nhân quả, gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả đấy, cho nên ngài không thể thay đổi được. Ai cũng thế ạ, đúng không ạ? Không thể thay đổi được cái nhân quả. Cái số 2 á, đó chính là cái trí tuệ thì không thể cho và không thể học thay được. Cho nên là trí tuệ của ai thì người ấy học. Giống như là thủ lĩnh Thiếu Chí Trị vừa mới nhắn lên là ai học thì người ấy thành công. Đúng không ở nhà mình? Thì cái số 2 ấy, đó chính là cái quá trình mà học hỏi, cái quá trình mà vươn lên ấy, thì là mình phải tự rèn luyện. Và mình học cho mình và mình học cho đoàn đội của mình. Đúng không ạ? Cái số 3 ấy, đó là cái diệu pháp của đạo Phật thì không có cách nào mà chứng minh cả, chỉ có thể chứng ngộ hoặc là tự mình ngộ giác ngộ thôi. Và cái điều số 4 là cực kỳ quan trọng của em tâm đắc để mà có cơ duyên trong ngày hôm nay em Trang được gặp các cô chú anh chị ấy, đó chính là đến Phật cũng không thể độ người vô duyên được. Cho nên là trong cuộc đời của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái duyên phận, sẽ có rất là nhiều những cái hữu duyên với nhau. Và em Trang rất là trân trọng cái mối nhân duyên khi mà chúng ta đang có mặt ở đây cùng với nhau trong một con tàu, trên một con thuyền Alpha, đúng không? Cùng leo lên con tàu dinh dưỡng miễn dịch và tiến vào nhân loại và là một trong những công ty đi đầu trong ngành dinh dưỡng miễn dịch. Chúng ta chắc kiếp trước đã phải tu chắc khoảng 100 năm mới chung thuyền đấy anh chị nhỉ? Vậy thì không có lý do gì là em lại chần chừ không chia sẻ với quý cô bác anh chị những cái gì mà em đã tích lũy được hoặc là những cái kinh nghiệm thực chiến mà em đã làm trong cái thời gian qua liên quan đến cái lĩnh vực quảng bá, liên quan đến cái lĩnh vực đặt hẹn. Em Trang thì không dám nói đây là một chương trình đào tạo, mà em xin phép đây là một cái chương trình chia sẻ thôi, bởi vì là mỗi một cái phần kỹ năng này thì nó sẽ có một cái trải nghiệm thực tế riêng của mỗi nhà phân phối. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi vào một cái khuôn chung để làm thế nào để mà chúng ta có thể quảng bá tốt. Tự em nhận thấy rằng là ngày hôm nay em không hề viết một cái lời nào về quảng bá cái chương trình buổi tối ngày hôm nay cả cả nhà mình ạ. Không hề viết. Cho nên là với cái con số bây giờ hiện tại đang là 97 nhà phân phối rồi cả nhà mình, thì em cảm thấy vô cùng biết ơn các anh chị. Rất là cảm ơn các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom này và lắng nghe em Trang nói, lắng nghe em Trang chia sẻ, cho em có cái cơ hội để mà có thể chia sẻ một phần nào đó cái kiến thức của em để mà có thể đóng góp cùng với G23 chúng ta trên con tàu dinh dưỡng biên dịch. Rất biết ơn các anh chị. Và em tin rằng là con số này 97 này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ dần dần cuối phòng Zoom chúng ta sẽ có nhiều nhà phân phối hơn nữa. Vâng. Các anh chị ạ, thì ngày hôm nay em có hai cái nội dung muốn chia sẻ với các anh chị. Cái nội dung thứ nhất ấy, đó chính là phần quảng bá và cái phần thứ hai là phần đặt lịch hẹn. Thì em cũng có một slide ngắn ngắn thôi. Cái phần chia sẻ của em thì sẽ diễn ra trong khoảng thời gian là khoảng tầm 45 phút thôi anh chị ạ. Em không có chia sẻ dài đâu ạ. Vâng, bởi vậy cho nên là nếu mà quý cô anh chị thực sự là mong muốn được học thêm một cái điều gì đó từ cái việc kỹ năng quảng bá, thì em mong là các anh chị hãy tập trung
hãy lắng nghe, và nếu có thể thì cần ghi chép gì thì ghi chép. Một mẩu bút chì vẫn hơn trí nhớ tốt, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể ghi lại những cái phần chia sẻ, những cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì em Trang đương nhiên là đã có tham khảo từ rất là nhiều những vị thủ lĩnh khác nhau. Có một người trong cái quá trình mà em đi làm thì em đọc được một câu chuyện là có một người hỏi Đức Phật của mình rằng là làm thế nào để biết rằng là mình học cho nó đủ. Thì Đức Phật nói rằng là đến bản thân ta ấy, cái kiến thức của ta cũng chỉ là như cái lá ở trong rừng cây, như cái hạt cát ở trên sa mạc và như giọt nước ở trên đại dương thôi. Đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình mà chúng ta học hỏi thì mỗi một người chúng ta chỉ cần chất lọc một cái phần nào đó tinh túy thôi. Mỗi một cái bài chia sẻ, mỗi một cái phần chia sẻ nào đó thì chúng ta chỉ cần lĩnh hội được một ý thôi và chúng ta áp dụng vào công việc của mình cũng đã là vô cùng quý giá rồi. Bởi vậy, ngày hôm nay em Trang xin được phép chia sẻ cái phần về quảng bá và đặt hẹn thì là từ kinh nghiệm thực chiến của cá nhân cũng như là đã được học hỏi từ rất là nhiều những vị thủ lĩnh. Thì đầu tiên là lý do tại chúng ta phải nói với nhau là làm thế nào để quảng bá. Tại sao chúng ta cần phải quảng bá? Đúng không các anh chị? Chúng ta quảng bá ở đây ấy, thì quảng bá nó là một cái từ Hán Việt, dịch ra thì nó kiểu như là một giới thiệu và đề cao vậy. Đấy, nó là một cái từ Hán Việt. Và ý nghĩa của cái từ quảng bá ấy, nó chính là gọi là quảng đại, quảng bá, báo cáo thiên hạ ấy, cả nhà mình ạ. Thì nó giống như cái việc là báo cáo cho mọi người biết, quảng cáo cho mọi người biết là sắp tới sẽ có một cái chương trình này, sẽ có một cái sự kiện này. Nếu mà nói về quảng bá hay đề cao một cái sự kiện ấy, thì nó là một cái chương trình rộng rồi. Nhưng mà cả nhà mình để ý giúp cho em, đó chính là bản thân các anh chị mong muốn mình trở thành một người có sự thu hút. Đúng không ạ? Người ta nói rằng là đừng theo đuổi mà hãy thu hút. Chúng ta đừng chạy theo một ai đó, chúng ta hãy trở thành một con người tốt hơn, xinh đẹp hơn, hay là trở thành một con người mạnh mẽ hơn, hay trở thành một người giỏi hơn, thì chúng ta sẽ thu hút người còn lại. Đúng không ạ? Chúng ta đừng theo đuổi mà chúng ta hãy thu hút. Vậy thì chúng ta muốn thu hút thì chúng ta phải có cái gì, đúng không ạ? Chúng ta phải tốt từ bên trong đã, sau đó chúng ta phải có cái cách. Nếu như một cái bình rượu ngon, đúng không ạ, mà chỉ để ủ ở trong bình thôi, không có người quảng bá, không có người khơi cái rượu đấy ra, thì cái bình đó chẳng ai biết, cái rượu ngon đó chẳng ai hay. Bản thân chúng ta có rất là nhiều cái tốt, có rất nhiều cái đẹp, nhưng bản thân chúng ta cũng không khoe ra, chúng ta không phô ra, chúng ta không quảng bá, chúng ta không giới thiệu cho người khác biết là tôi có cái này, tôi có cái kia, đúng không ạ? Đấy là một trong những kỹ năng người ta gọi là kỹ năng quảng bá chính mình. Đấy, kỹ năng quảng bá chính mình ạ. Và các anh chị để ý giúp cho em rằng là có phải rằng là gọi là mây tầng nào thì cuốn mây tầng đó, đúng không ạ? Và các anh chị là người như thế nào thì anh chị hấp dẫn những người như thế, hấp dẫn những người cùng tần số với mình ạ. Đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta hấp dẫn những người cùng tần số với mình, chúng ta muốn hấp dẫn những người cùng tần số với mình, chúng ta muốn hấp dẫn những người trung thành thì bản thân chúng ta phải có cái sự trung thành này. Chúng ta muốn trở thành người năng lượng thì bản thân chúng ta phải là người năng lượng đã. Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị có cái yếu tố tuyệt vời ở bên trong rồi, cái rượu ngon nó đã được ủ ở trong bình, trong cơ thể của anh chị rồi, trong con người, trong bản chất, trong tâm hồn của anh chị rồi, và bây giờ mình phải có một cái hành động, đó là mình chia sẻ, mình giới thiệu, mình quảng bá, mình thể hiện, mình đóng góp ra bên ngoài, đó là quảng bá bản thân. Khi các anh chị quảng bá bản thân, nó không khác gì các anh chị xây dựng thương hiệu cá nhân cả. Em nói đầu tiên là nói đến cái việc là quảng bá là báo cáo với mọi người, quảng bá giới thiệu với mọi người về một cái vấn đề gì đó. Thì vấn đề đầu tiên đó chính là quảng bá bản thân. Vậy thì trong đội nhóm của anh chị làm thế nào để mình có thể quảng bá bản thân ạ? Vâng, làm thế nào để có thể quảng bá bản thân? Thì quảng bá bản thân nó phải đến từ một cái thứ, đó là sự trưởng thành do gánh vác. Khi các anh chị gánh vác một cái công việc gì đó của đội nhóm, các anh chị trưởng thành lên và người khác bắt đầu nhìn nhận vào năng lực của các anh chị và họ ghi nhận, thì từ đó mình bắt đầu thể hiện được cái năng lực của mình. Những tất cả những cái việc mà bạn được nhờ cậy, mà bạn được ai gọi đó gọi điện, ai đó nhờ và bạn làm một cái việc gì đó, có nghĩa rằng bạn là một người có giá trị và được người ta đánh giá cao. Và điều đó thành công, điều đó có nghĩa là bạn đã quảng bá thành công bản thân mình trong một cái lĩnh vực gì đó, tạo ra một cái thương hiệu cho bản thân.
Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là để học về cái quảng bá ấy, ngày hôm nay ấy, thì đầu tiên em muốn nhấn mạnh với cả nhà mình cái yếu tố đó là muốn quảng bá tốt cái sự kiện thì đầu tiên các anh chị hãy học cái cách quảng bá tốt chính mình đã. Quảng bá tốt chính mình ở trên rất là nhiều góc độ, nhưng mà một trong những góc độ để mình có thể quảng bá được ấy, đó chính là cái tờ báo về bản thân của các anh chị. Các anh chị có để ý thấy rằng là ngày hôm nay ấy, những cái ông lớn của công nghệ như là Facebook, YouTube đúng không ạ, như là TikTok, tất cả mọi cái đều xoay quanh một thứ, những trang cá nhân của anh chị chính là tờ báo của các anh chị, chính là tờ báo của các anh chị. Và khi mà các anh chị sống ở trên Facebook, sống ở trên Zalo, sống ở trên TikTok, sống ở trên YouTube ấy, các anh chị là cư dân mạng, các anh chị viết về cuộc đời của mình hoặc chia sẻ một thông điệp nào đó, nhưng thực ra ấy, ở trên mạng chúng ta chỉ có hai cái điều thôi. Đó là một, nếu các anh chị không quảng bá mình trên đó, nếu các anh chị không giới thiệu sản phẩm của mình, dịch vụ của mình ở trên đó, thì một là các anh chị xem người khác sống. Nó chỉ có hai yếu tố thôi, một là mình sống cho người khác xem và hai là xem người khác sống. Vậy nếu các anh chị có cái điều hay, có cái sản phẩm tốt, có cái dịch vụ tốt, ngày hôm nay khách hàng gọi tôi đặt một suất sữa, hai suất sữa, ba suất sữa, hay là ngày hôm nay khách hàng cảm ơn mình bởi vì mình đã chăm sóc tốt cho họ. Các anh chị viết về hoạt động kinh doanh của mình, các anh chị đang quảng bá, các anh chị đang cho người ta thấy rằng là à mình đang làm một công việc kinh doanh rất là tuyệt vời. Đấy, người ta gọi là sống cho người khác xem với cả nhà mình. Có rất nhiều người xung quanh, bạn bè đồng nghiệp của các anh chị không biết đang chờ đợi các anh chị là ông biết cái bạn này hay là anh này, chị này, em này đang làm cái công việc alpha này như thế nào nhỉ? Không thấy có cái hoạt động gì ở trên Zalo, Facebook kìa. Không thấy quảng bá gì cả. Đúng không ạ? Thì cái hành động của các anh chị là hãy tận dụng cái trang cá nhân của chính mình ạ, Zalo, Facebook, TikTok của các anh chị đang sử dụng cách miễn phí, hãy biến nó thành một cái công cụ để quảng bá cho hình ảnh của anh chị, nếu các anh chị mong muốn rằng cái kênh đó nó có thể hỗ trợ một phần cho mình vào cái việc đó, chính là vào cái việc là quảng bá thương hiệu cá nhân của anh chị trong ngành dinh dưỡng miễn dịch. Vâng, bây giờ thì em xin phép được nói kỹ hơn về quảng bá sự kiện. Trong New Mail của chúng ta thì bí quyết thành công ấy đó chính là mông phải ở sự kiện. Đấy là những sự kiện offline. Còn những cái chương trình online như thế này ấy, thì thông thường chúng ta đều tận dụng những cái buổi tối, mà buổi tối thì có rất là nhiều các công việc khác nhau. Mà hơn nữa ấy, chương trình của chúng ta buổi tối đào tạo này ấy, lại đang diễn ra vào lúc mà cuối tháng, có rất nhiều các anh chị nhà phân phối đang ở thị trường còn chưa kịp về nữa. Bởi vậy cho nên là cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái việc là có nhà phân phối tham gia chương trình của tối ngày hôm nay. Em xin phép được chia sẻ màn hình nhé các anh chị. Chị Nga ơi, chị Nga có nhìn thấy màn hình của em không ạ? Chị Nga ơi. Hiện tại thì chưa thấy gì. Hiện tại thì chưa thấy gì em ơi. Bây giờ nhìn thấy chưa? Cũng ăn trưa. Chỉ thấy em thôi, không thấy màn hình xe. Đây, để em xem lại màn hình này. Cả nhà mình chờ một chút nhé. Đấy. Từ nãy đến giờ thì cả nhà mình cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của cái kỹ năng quảng bá, đúng cả nhà mình. Em rất là mong muốn cả nhà mình chúng ta ghi chép đầy đủ. Và nếu như mà trong đội nhóm của chúng ta còn thiếu nhiều các anh chị em chưa vào thì chúng ta cũng thể lấy đây là cái tư liệu để chúng ta chuyển giao xuống tuyến dưới của mình một cách thiết thực nhất, đúng cả nhà mình. Em mong mỏi bao lâu rồi mà chưa được học cái bài này. Ngày hôm nay mới được học cái quy trình quảng bá và đặt lịch hẹn. Đó, rất mong cả nhà mình chúng ta hãy ghi chép đầy đủ. Đấy, rất nhiều các quý cô chú anh chị có tuổi như em thấy rất là vào Zoom rất là nghiêm túc, ghi chép đầy đủ. Sổ sách rất là đàng hoàng luôn.
Sao em chia đã bắt đầu chuyển phát màn hình rồi mà nó không hiện lên được? Em xem bằng điện thoại máy tính. Em xem bằng iPad. Thôi được rồi ạ. Vậy nội dung của em nó chỉ có 3 slide rất là ngắn gọn thôi cả nhà mình ạ. Vậy nên là em không nó có bị lỗi kỹ thuật một chút. Thì em xin phép được chia sẻ trực tiếp cho cả nhà mình nhé. Vâng, có một câu ở trong phần bình luận rất là hay của chị Vũ Hương. Em rất tâm đắc với câu này, đó là người thành công luôn đắm chìm trong học tập. Rất là hay. Và còn có một câu khác nữa cả nhà mình ạ, đó là người giàu thì học trọn đời, còn người nghèo thì theo nửa đoạn anh chị. Cho nên là nếu mà để mà so sánh rằng là việc mà chúng ta đi kinh doanh, chúng ta đi phát triển để chúng ta làm giàu ấy, thì tài sản nó sẽ tạo ra cho chúng ta tiền của. Còn tiêu sản thì nó sẽ làm mất tiền của chúng ta đi, đúng không ạ? Vậy thì một trong những cái tài sản quý giá nhất ấy, đó chính là bản thân chúng ta. Vâng, không cần đâu chị ạ, tại vì là cái phần quảng bá này chỉ có 3 slide rất là ngắn gọn thôi, không cần phải em không cần phải share lên các anh chị. Đầu tiên ấy thì mọi người ghi giúp em một cái ý nghĩa của kỹ năng quảng bá. Ý nghĩa của kỹ năng quảng bá. Vâng. Thì quảng bá là một nghệ thuật thúc đẩy. Quảng bá là một nghệ thuật thúc đẩy. Quảng bá là nghệ thuật thúc đẩy. Thông qua quảng bá mà sự kiện. Thông qua quảng bá mà sự kiện. Nhân vật trở nên quan trọng. Thông qua quảng bá mà sự kiện nhân vật trở nên quan trọng. Thông qua quảng bá mà sự kiện nhân vật trở nên quan trọng. Có giá trị với người nghe. Có giá trị với người nghe. Có giá trị với người nghe. Để từ đó phát sinh nhu cầu. Để từ đó phát sinh nhu cầu. Để từ đó phát sinh nhu cầu. Vậy thì các anh chị thân mến, chúng ta có rất nhiều những sự kiện để mà chúng ta có thể làm trong công việc new mây chúng ta. Từ những tất cả mọi thứ nó đều là sự kiện các anh chị. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta đặt một cuộc hẹn 1-1, đấy cũng là một sự kiện. Một sự kiện nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta có một cái lịch trình OBB gia đình, một lịch trình OBB nhóm, hay là một lịch trình OBB vinh danh, đấy cũng là một sự kiện. Vậy thì cái nghệ thuật quảng bá ở đây đó chính là làm thế nào để chúng ta đẩy cái sự kiện hoặc cái con người mà chúng ta muốn giới thiệu ấy, đẩy lên một tầm cao mới, nâng cái sự kiện và cái sự kiện cũng như cái con người mà chúng ta định giới thiệu ấy, nâng họ lên một tầm mới để thấy sự quan trọng của họ và từ đó thúc đẩy cái mong muốn, cái nhu cầu muốn tham gia sự kiện hay là muốn gặp gỡ một ai đó của ứng viên của chúng ta. Đấy là cái ý nghĩa của việc quảng bá. Và suy cho cùng ấy, nếu như chúng ta quảng bá không tốt về sự kiện OBB gia đình, nếu như chúng ta quảng bá không tốt về sự kiện OBB nhóm, nếu như chúng ta quảng bá không tốt về sự kiện OBB vinh danh, thì chúng ta sẽ không mời người được tới sự kiện. Không mời người được tới sự kiện. Và khi các anh chị không mời người tới được sự kiện, thì các anh chị sẽ không có cái phễu để các anh chị lọc ra những người mà sẽ có cái tiềm năng, hoặc các anh chị nhìn ra thấy họ có tố chất để làm trong công việc của mình ấy. Thì những cái buổi OBB chia sẻ cơ hội kinh doanh này, những cái buổi OBB giới thiệu sản phẩm này, những cái buổi OBB vinh danh hoặc là vinh danh thu nhập cao, đúng không ạ? Là những cái sự kiện. Và cơ bản đó là những cái phễu để chúng ta mời người tham gia vào những cái sự kiện đó. Từ đó chúng ta lọc lấy những cái người mà chúng ta thấy tiềm năng, những cái người mà quan tâm tới công việc và có cái mong muốn làm việc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là có cái nguyên tắc gì để quảng bá? Thì các anh chị ghi ý dụ 2 cho em, đó chính là những nguyên tắc của quảng bá. Những nguyên tắc của quảng bá thì có 5 cái nguyên tắc. Có 5 nguyên tắc trong quảng bá. Thứ nhất ạ, đó chính là
Nâng tầm quan trọng của sự kiện. Nâng tầm quan trọng của sự kiện. Nâng tầm quan trọng của sự kiện. Đúng không ạ? Nâng tầm quan trọng của sự kiện. Các anh chị để ý giúp cho em ạ. Chúng ta đang có hai đối tượng. Chúng ta đang có hai đối tượng để các anh chị quảng bá. Đối tượng thứ nhất mà các anh chị thường quan tâm hơn, đó chính là khách hàng. Các anh chị mong muốn mời ai đó đến một cái sự kiện gì đó của New May chúng ta, của đội nhóm của các anh chị. Đấy là đối tượng là khách hàng, đấy là đối tượng ứng viên. Nhưng còn một đối tượng thứ hai mà nhiều khi các anh chị không chú trọng lắm, hoặc là đôi lúc mình sẽ bỏ qua vì nghĩ rằng họ đã là người trong hệ thống của mình rồi, thì đó chính là những nhà phân phối trong hệ thống của anh chị. Các anh chị nhớ giúp cho em có một câu rất là quan trọng trong kinh doanh hệ thống, đó chính là một ngày mình làm tuyến dưới nhưng cả đời mình làm tuyến trên, và doanh nghiệp của mình ấy bắt đầu từ mình mà trở xuống, đúng không ạ? Vậy thì nếu như một đội nhóm của các anh chị mà bản thân các anh chị không quảng bá được cho nhà phân phối của mình vào một cái chương trình sự kiện nào đó, vào một cái chương trình sự kiện hoặc là một cái chương trình đào tạo nào đó mà các anh chị cần, đúng không ạ? Thì đó có phải là mình đã lơ là đi mất một trong những đối tượng quan trọng trong doanh nghiệp của mình không ạ? Bởi vì suy cho cùng, những nhà phân phối trong hệ thống của mình là những người đã tin tưởng mình và đang đồng hành cùng với mình rồi. Vì vậy cho nên cái kỹ năng quảng bá sự kiện, những cái sự kiện của nhóm, những sự kiện của công ty và những sự kiện liên quan đến đào tạo, mình đầu tiên là cần phải quảng bá tốt nhất cho nhà phân phối của mình, để bằng cách nào đó đông nhất số lượng nhà phân phối trong hệ thống từ mình mà xuống tham gia vào sự kiện. Vì sao ạ? Khi nhà phân phối của các anh chị tham gia vào sự kiện thì có một cái điều, đó chính là niềm tin của họ được nhân lên rất nhiều. Bất kỳ một sự kiện nào từ nhỏ cho tới lớn, kể cả những chương trình OBV, thì nhà phân phối của các anh chị mà tham dự những chương trình OBV đều đặn và thường xuyên thì chắc chắn họ sẽ có cái lòng tin lớn. Và khi họ có cái lòng tin lớn rồi thì họ sẽ vững chãi bước trên cái con đường ở tại New May. Bởi vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên trong quảng bá, đó chính là các chị phải nâng tầm sự kiện quan trọng lên. Ví dụ như là chúng ta sắp tới có một cái chương trình rất là hay, đó là chương trình Leadership ở Bắc Ninh và ở Thanh Hóa. Cả nhà mình ạ, cái chương trình Leadership ở Bắc Ninh và chương trình Thanh Hóa. Vậy thì các chị nâng tầm sự kiện này như thế nào ạ? Các chị nâng tầm sự kiện này như thế nào để cho nhà phân phối của mình, hay là những nhà phân phối hay là những ứng viên của anh chị rất là hào hứng, rất là mong muốn để tham gia cái sự kiện đó, đúng không ạ? Thì mình phải nâng tầm sự kiện lên. Đây là một trong những sự kiện đào tạo quy mô và hoành tráng, dồn rất là nhiều tâm lực cũng như là quy tụ những đội ngũ đào tạo, những giảng viên và những anh chị leader xuất sắc nhất ở tại New May chia sẻ kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy nếu như các anh chị mong muốn được thành công ở trong New May, đúng không ạ, thì các anh chị phải học từ những người thành công. Vậy thì chương trình Leadership là một trong những chương trình như thế. Nếu các anh chị thực sự mong muốn thành công và muốn thành công nhanh thì anh chị nhất định phải có mặt ở tại Leadership, đúng không ạ? Nâng tầm sự kiện lên, nâng tầm sự kiện lên thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự kiện đó cần thiết và rất là đáng để chúng ta cần phải tham gia. Cái nguyên tắc số 2 ạ, nguyên tắc số 2 để chúng ta quảng bá đó chính là phải đúng nhu cầu của ứng viên, hay của đúng nhu cầu của ứng viên hoặc là đúng nhu cầu của nhà phân phối. Có một nguyên tắc đó là khi mà chúng ta chia sẻ cho người khác ấy, không đúng người, không chia sẻ, không đúng thời điểm, không chia sẻ. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chia sẻ cho người ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng quảng bá và mời. Vậy thì muốn được cái làm được cái nguyên tắc số 2 ấy, đó chính là đáp ứng cái nhu cầu cấp bách của ứng viên, thì các anh chị lại phải quay trở lại cái nguyên tắc đó chính là 4B, đúng không ạ? Các chị làm bạn, đúng không ạ? Nguyên tắc đầu tiên là bạn, bàn, ban, bán. Và em Trang sau này còn bổ sung thêm một B nữa là 5B, đó là bám, đúng không ạ? Mặt dày tâm sáng bám dai đấy các anh chị. Đầu tiên các anh chị muốn để có thể tìm ra đúng nhu cầu cấp bách của ứng viên để mà các anh chị có thể quảng bá, thì anh chị phải làm bạn với người ta trước đã. Khi tìm hiểu đúng như nhu cầu là người này có nhu cầu về sức khỏe này, các anh chị mời đến chương trình OBV giới thiệu sản phẩm, đúng không ạ? Khi các anh chị tìm hiểu thấy người này có nhu cầu mong muốn kiếm thêm thu nhập, các anh chị mời họ đến OBV về cô kinh doanh, đúng không ạ? Đó, thì khi mà tìm hiểu đúng cái nhu cầu của họ, chúng ta đưa họ đúng đến cái sự kiện, thì như thế nó sẽ tác động tốt hơn
và sẽ tạo cái cơ hội để cho họ được giao lưu hay là họ được tiếp cận hay là được họ được kích hoạt cái nhu cầu của họ nhanh hơn. Cho nên một trong những nguyên tắc trước khi làm quảng bá đó chính là các anh chị hãy tìm hiểu đúng nhu cầu, hãy làm bạn với người ta trước đã, đúng không các chị? Làm bạn trước, bạn bàn, bàn bán và bám, đúng không ạ? Và cái số 3, nguyên tắc số 3 đó chính là tạo ra sự khan hiếm của sự kiện. Tạo ra sự khan hiếm của sự kiện. Tạo ra sự khan hiếm của sự kiện. Bởi vì nếu như chúng ta không tạo ra sự khan hiếm ấy thì nhiều khi ứng viên chúng ta sẽ thờ ơ, và bởi vì họ nghĩ rằng là ui chương trình này sẽ có rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ luôn luôn cần phải tạo ra sự khan hiếm. Mà thực ra ấy, sự khan hiếm này là do chúng ta nói, cái cách nói của chúng ta quan trọng, không quan trọng là bạn nói như thế nào mà quan trọng là cách bạn nói ra làm sao thôi, đúng không ạ? Vậy thì em lấy ví dụ như này gọi là sự khan hiếm này các anh chị. Em lấy ví dụ đây là một sự kiện đơn giản nhất là sự kiện OBB giới thiệu về sản phẩm ở tại điểm bán đi, diễn ra vào chủ nhật hàng tuần. Em lấy ví dụ thế. Là nếu mà người ta nghe thông tin là chúng em làm chương trình vào chủ nhật hàng tuần thì họ nói ô tuần này không làm thì tuần sau, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình mời, mình tạo ra sự khan hiếm này các anh chị. Mình mời này, em tìm hiểu thấy cái người A này có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, về vấn đề xương khớp đi. Thì em nói với người ta là trong chương trình chủ nhật tuần này á, thì chúng em có một chị có rất là nhiều kinh nghiệm chăm sóc liên quan đến vấn đề xương khớp. Và em tại vì là số lượng khách mời có giới hạn, em chỉ được phép mời hai người thôi. Và em đã có một cô hay có một anh, một chị đã đến, đã xung phong và xin vé của em để được tham dự chương trình nghe chia sẻ tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe này rồi. Em chỉ còn có một vé duy nhất thôi. Nếu mà chị mong muốn hay là anh mong muốn cải thiện cái vấn đề xương khớp của mình một cách thực sự nhanh chóng và có một cái thông tin tổng quan về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thì em dành tặng cái vé này cho chị. Đúng không ạ? Tức là chúng ta chỉ có hai vé thôi và đã hết một vé rồi, chỉ còn một vé duy nhất. Hoặc là chúng ta chỉ có ba vé thôi và đã hết hai vé rồi, chỉ còn một vé duy nhất thôi. Đấy là tạo ra sự khan hiếm. Tạo ra sự khan hiếm. Hoặc là chương trình leadership của chúng ta trong một 3-4 tháng mới có một lần chương trình leadership. Mà các anh chị biết rồi, chương trình leadership là một cái nơi để tạo ra những con đại bàng. Chương trình leadership là một trong những nơi để tạo ra những năm sao. Rất nhiều những năm sao đã thay đổi tầm nhìn. Rất nhiều những anh chị em nhà phân phối ấy, đi từ leadership về và sau này họ trở thành những con người 5 sao vàng, 4 sao, 4 sao vàng. Và họ thành công, họ đi bền cùng với New May. Tất cả đều nhờ vào tầm nhìn được tạo ra từ leadership. Vậy thì các anh chị có thấy vé leadership khan hiếm không? Đặc biệt là vé leadership Bắc Ninh. Từng e nhỏ, từng e lớn mà chia sẻ với nhau từng vé một. Vậy thì các anh chị tạo ra sự khan hiếm thì nhà phân phối của mình mới mong muốn rằng à, tôi cần phải có mặt ở trong sự kiện đó. Tôi khát khao mong muốn có mặt trong sự kiện đó. Là do các anh chị cần phải tạo ra được cái sự khan hiếm. Nhất định phải tạo ra cái sự khan hiếm về cái sự kiện đó. Hoặc là em lấy đơn giản ví dụ như là vấn đề chia sẻ về OBB kinh doanh đi, đúng không ạ? Ngày hôm nay các anh chị mời một ứng viên đến nghe chia sẻ về cô kinh doanh, biết là người ta có nhu cầu về tìm cơ hội việc làm rồi. Thế chị nói về ngày hôm nay ấy, chúng em sẽ có một buổi chia sẻ của một anh hoặc một chị đang dẫn dắt rất là nhiều các anh chị em khác làm kết hợp cái công việc chính cùng với công việc New May mà rất là thành công. Cho nên là ngày hôm nay chị dành thời gian về đây chia sẻ trong vòng có 30 phút, 45 phút thôi. Và vì số lượng có hạn, để đảm bảo cái chất lượng chia sẻ cho nên em chỉ có 3 vé thôi. Và đã có 2 vé là có 2 ứng viên khác là đăng ký đến để lắng nghe, tìm hiểu với cơ hội kinh doanh này rồi. Vậy thì em chỉ còn một vé duy nhất. Mà em muốn dành tặng vé đấy cho chị. Nếu mà chị thực sự mong muốn được tham dự với chương trình này, được lắng nghe phần chia sẻ này để giúp cho chị có cái tìm hiểu sáng rõ hơn về một cơ hội kinh hoạt kinh doanh, đúng không ạ? Thì em sẽ dành tặng vé này cho chị. Đó. Vậy thì đấy là tạo ra cái sự khan hiếm. Và cái người mà nghe mình nói như vậy ấy, thì họ cũng sẽ có cái sự tò mò. Đầu tiên ấy, là các anh chị cũng phải tạo sự khan hiếm, nhưng mà người ta cũng sẽ rất là tò mò về sự kiện đó và sự tò mò đó sẽ dẫn họ đến sự kiện đó. Và cái nguyên tắc số 4 đó chính là hãy đề cao ý nghĩa của sự kiện đối với ứng viên. Đề cao ý nghĩa, nếu như
các anh chị tham dự vào cái sự kiện này, các anh chị sẽ nhận được cái điều gì, đúng không ạ? Hãy cho họ biết rằng là nếu họ tham gia, họ sẽ nhận được cái điều gì, và nếu họ không tham gia, họ sẽ bỏ lỡ cái điều gì. Đó. Nếu họ không tham gia, họ sẽ bỏ lỡ cái điều gì. Vâng. Và cái số 5 ấy, đó chính là trong cái quá trình mà mình quảng bá, trong cái quá trình mà mình đưa ra lời mời á, thì mình phải tạo ra được cho người đối diện cái thấy được cái sự chân thành, sự trân trọng trong cái lời mời của mình. Thấy được cái sự trân trọng và chân thành trong cái lời mời của mình. Đó, đấy là những cái nguyên tắc khi mà chúng ta, khi chúng ta làm quảng bá. Vậy thì chúng ta có những cái sự kiện nào chúng ta cần phải quảng bá, và quảng bá, quy trình quảng bá như thế nào, thì em xin chia sẻ sang phần thứ 3, đó chính là một số sự kiện cần quảng bá. Đúng không? Một số sự kiện cần quảng bá. Chúng ta sẽ có 4, gọi là 4 nhóm sự kiện cần quảng bá, và một sự kiện là quảng bá con người ạ. Đúng không ạ? Đó chính là OBB gia đình này, OBB nhóm này, OBB vinh danh này, đúng không ạ? Và quảng bá các chương trình đào tạo, quảng bá các chương trình đào tạo. Và tiếp theo đó chính là quảng bá tuyến trên của chính mình. Đó, 4 cái chuỗi sự kiện đó là OBB gia đình này, OBB nhóm này, OBB vinh danh này, quảng bá về các chương trình đào tạo này, và quảng bá đề cao tuyến trên của mình. Đấy là những, đấy là những sự kiện nhỏ mà hàng ngày các anh chị đang làm, hàng ngày, hàng tuần các anh chị đang làm. Thì đầu tiên ấy, ví dụ OBB gia đình là các anh chị làm ở mức độ theo tuần. Vậy các anh chị đang làm OBB gia đình của mình như thế nào? Làm OBB gia đình có phải là các anh chị đang làm ở điểm bán không ạ? Nếu các anh chị không có lời mời và không có quảng bá tốt ấy, thì điểm bán của anh chị sẽ vận hành không tốt. Sẽ làm, ví dụ như là đưa ra một cái lịch làm việc cụ thể vào ngày giờ rõ ràng rồi, nhưng mà khách không đến, chỉ có toàn nhà phân phối gặp nhau thôi. Đúng không anh chị? OBB mà các anh chị đang làm ấy, đang làm ở tại điểm bán của anh chị ấy, nếu như mình quảng bá không tốt, nếu mình quảng bá không tốt, mình không đưa ra được cái lời mời tốt, thì có thể cái chương trình ngày hôm đó sẽ chỉ có vài anh chị em nhà phân phối cứ lại đứng lên nói giới thiệu về công ty tập đoàn 5 thành phần, pha lắc sản phẩm. Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên cái sự kiện tuần là cái sự kiện OBB tuần ấy, là cái sự kiện mà đầu tiên các anh chị cần phải làm tốt nhất. Bởi vì cái sự kiện OBB đấy ấy, là khách hàng hay ứng viên của mình không phải di chuyển quá xa, mà họ có cái bán kính ở gần cái điểm bao ổn đấy của các anh chị, để anh chị mời họ. Vậy bây giờ phân chia hai loại. Một là OBB gia đình để giới thiệu về sản phẩm. Hai là OBB để chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Vấn đề đặt ra ở đây là các anh chị mời như thế nào, mời người như thế nào để họ tìm hiểu đến, để họ sẵn sàng tham gia vào cái OBB giới thiệu sản phẩm, hay để họ sẵn sàng tham gia vào OBB kinh doanh. Đúng không anh chị? Vậy thì đầu tiên ấy, cái bước đầu tiên các anh chị phải xác định cho em là có hai đối tượng, một là đối tượng sử dụng sản phẩm, hai là đối tượng kinh doanh. Vậy thì đối tượng mong muốn sử dụng sản phẩm, đối tượng có vấn đề về sức khỏe thì các anh chị sẽ mời đến OBB gia đình, OBB giới thiệu sản phẩm. Còn đối tượng mà mong muốn kiếm thêm thu nhập, mong muốn kiếm tiền thì các anh chị mời đến OBB kinh doanh. Vậy thì khi mà các anh chị phân rõ đối tượng như vậy rồi thì bắt đầu mình mới đến quá trình thứ hai, đó là làm thế nào để mà mời họ đến. Thì áp dụng trên cái nguyên tắc cường quảng bá mà vừa nãy em nói ấy, đối với khách hàng quan tâm đến sản phẩm thì tìm hiểu xem là họ đang mong muốn tìm hiểu về sử dụng sản phẩm cho ai, cho bản thân họ hay cho gia đình họ, có vấn đề gì không, đúng không ạ? Và mình đề cao cái sự kiện đó lên, có thể sự kiện này sẽ giúp được cho họ, hay là sự kiện này sẽ giúp cho họ giải quyết được vấn đề về nhu cầu họ quan tâm như là tiểu đường hay là xương khớp. Ví dụ như em thường mời theo chủ đề của nhà mình nhé. Ví dụ như em thường hay mời như này, có những cái buổi OBB em chủ đích là mời một vài những khách hàng liên quan vấn đề tiểu đường, thì em sẽ mời khách hàng đến, em biết là họ có vấn đề về tiểu đường nhé cả nhà mình. Đúng không? Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng mà vì sản phẩm này hỗ trợ rất tốt cho những vấn đề
khách hàng bị tiểu đường, cho những người mắc tiểu đường, cho nên là mình lựa khách hàng để mình mời đến. Đúng không? Ví dụ như thế. Thì em nói với cái bác này là bác ơi, trong bác đã có vấn đề về tiểu đường khoảng 20 năm qua rồi. Thì trong chương trình này chúng cháu có một nhà phân có một vị khách mời đặc biệt. Chị đang chăm sóc rất là nhiều các khách hàng có những cái vấn đề liên quan đến tiểu đường, những biến chứng tiểu đường trong rất là nhiều năm và có kết quả rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay chị sẽ có phần chia sẻ hướng dẫn về dinh dưỡng cho người tiểu đường và có những giải pháp toàn diện để chăm sóc cho cái vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường một cách tốt nhất. Cháu tin chắc chắn rằng là nếu bác tham gia sự kiện này, bác sẽ học được rất là nhiều những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng và sẽ có cơ hội để được trải nghiệm miễn phí, gọi trải nghiệm thử cái dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Vậy thì cháu chỉ có 3 vé thôi và đã có 2 bác đến tham dự rồi. Vậy cháu chỉ còn 1 vé duy nhất thôi. Cháu muốn dành tặng cho bác. Đúng không? Thì khi mà mình đề cao sự kiện và mình tạo ra cái sự khan hiếm như thế và lại thể hiện cái sự trân trọng rằng là cháu muốn dành tặng cái vé còn lại, một cái vé duy nhất cho bác. Đấy, thì gần như là lời mời sẽ được chấp nhận ngay lập tức cả nhà mình ạ. Sẽ được chấp nhận ngay lập tức. Đấy, còn khi mà mình mời về cái cơ hội OV kinh doanh, mỗi một anh chị thì mới biết rằng là mình mời cái người đó trong mối quan hệ như thế nào, người ta đang có nhu cầu ra sao về công việc. Cho nên là các anh chị biết cái nguyên tắc của việc quảng bá để các anh chị, trước khi các anh chị viết, các anh chị mời, các anh chị viết ra một cái kịch bản, tập trước đi, tập trước cho người ta, mời tập trước là đây chương trình này là một chương trình đang có, ví dụ em thường mời đến cái chương trình OV vinh danh đi, hoặc là một cái chương trình OV giới thiệu cơ kinh doanh đi, thì em sẽ mời như này cả nhà mình. Ngày hôm nay rất là may mắn là thị trường Vĩnh Yên, bọn tớ được đón một anh chị lãnh đạo mà đang dẫn dắt hàng trăm nhà phân phối, mà trong đó có rất nhiều các anh chị đang có mong muốn kết hợp làm thêm và đã thành công. Không chỉ duy trì công việc cũ mà còn làm rất là tốt trong công việc mới. Thì bây giờ, hôm trước là bọn mình đã nói chuyện rồi và tôi biết rằng cậu đang có những nhu cầu tìm hiểu một cái công việc để có thể kết hợp làm thêm. Vậy thì tôi chỉ có 3 vé thôi. Chỉ còn duy nhất một cái vé này tôi muốn dành tặng cho cậu. Tin chắc rằng là nếu mà cậu tham dự cái chương trình này, cậu sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về công việc này và từ đó giúp cho cậu ra một quyết định nhanh hơn và chắc chắn hơn. Tớ chỉ còn một vé duy nhất thôi. Nếu cậu chắc chắn có mặt thì tôi sẽ dành tặng cái vé này cho cậu. Vâng ạ. Và em nói như thế. Thì nó luôn 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 có hai cái thứ, đó là đề cao cái sự kiện đó. Cái sự kiện đó nó sẽ có ý nghĩa gì đối với người tham gia. Và luôn luôn tạo ra sự khan hiếm. Và trong đó nó thể hiện cả cái sự chân thành nữa. Đúng không cả nhà mình? Tiếp theo ạ. Đó là những cái nhóm sự kiện liên quan đến đề cao, liên quan đến leadership. Đó là sự kiện liên quan đến đào tạo của nhà mình ạ. Em rất là tâm đắc cái những cái quảng bá liên quan đến chương trình đào tạo. Bởi vì sao ạ? Có một cái câu nói cực kỳ quan trọng, đó chính là của Jim Rohn. Ông Jim Rohn là ông bậc thầy của phát triển bản thân, và ông ấy nói rằng là hãy phát triển bản thân trước khi phát triển công việc kinh doanh. Vì vậy, phát triển bản thân là ưu tiên số 1. Vậy thì chương trình leadership của chúng ta là một trong những chương trình mà không chỉ phát triển, không chỉ đào tạo, mà nó là một cái chương trình mà giúp cho nhà phân phối của chúng ta phát triển toàn diện về thân tâm trí. Chương trình leadership của New May là một chương trình rất là chất lượng để được đào tạo, và nhà phân phối của chúng ta có dịp có một cái môi trường để đào tạo phát triển toàn diện, kể cả về thân tâm và trí. Cho nên mà chương trình này thì rất là lâu mới có một lần tham gia, mới có một lần tổ chức, và vé thì lại cực kỳ khan hiếm. Bởi vậy cho nên là nếu như có cơ hội chương trình leadership diễn ra ở đâu thì ngay lập tức phải sở hữu cho mình một vé. Đúng không? Đấy, thành công của đội nhóm của chúng ta đó chính là các anh chị đưa được bao nhiêu người của mình đến những chương trình đào tạo. Bởi vì tầm người thì bằng tầm tiền ạ. Tầm người thì bằng tầm tiền. Cho nên nếu như bản thân nhà phân phối của anh chị mà được trưởng thành hơn, trở lên lớn hơn, họ được kích hoạt con người thủ lĩnh ở trong họ từ những cái chương trình đào tạo, thì bản thân chúng ta đỡ phải mất công nhiều đào tạo họ, mà họ đến những cái chương trình đấy, nhiều khi họ được nhấn một cái nút bật công tác rồi,
về là cứ thế tự học tự làm, đúng không ạ? Tự học tự làm, xong là đúng với cái câu đó là chịu học chịu làm, gọi chịu phối hợp ấy. Cho nên là khi mà chúng ta cần phải quảng bá những cái chương trình đào tạo, và những cái chương trình đào tạo là những cái chương trình mà chúng ta cần phải làm thế nào để đưa được thật nhiều, thật nhiều. Đừng bao giờ để bớt vé của e của mình cho các e khác, trường hợp hãn hữu các anh chị, trường hợp hãn hữu. Và để mà làm thế nào để có thể đưa hết được người đi những chương trình đào tạo thì có một cách, đó chính là tổng lực toàn bộ nhà phân phối trong hệ thống của các anh chị cùng phải mời, cùng phải mời. Đó chính là có một cái bí quyết về sự thành công của quảng bá và mời đến sự kiện. Có một câu nào em Trang rất là tâm đắc, bí quyết trong thành công ngày ngày đó chính là chúng ta hãy giỏi phối hợp cùng với nhau. Chúng ta hãy giỏi phối hợp cùng với nhau. Thành công đó chính là chúng ta biết giỏi phối hợp cùng với nhau, chứ không phải chúng ta là những người giỏi. Vì vậy cho nên là hãy đưa ra ví dụ lịch OBB, đúng không? Lịch vinh danh, có một lịch chung, lên một cái lịch kế hoạch, đưa cho mọi người một cái kịch bản mời, và tổng lực các nhà phân phối ở trong, trong đội nhóm của anh chị cùng mời người, cùng mời người về một cái sự kiện. Ví dụ ngày hôm nay tổ chức sự kiện OBB ở địa điểm A, đúng không ạ? Trong nhóm các anh chị có 5 nhà phân phối hay có 10 nhà phân phối, trưởng nhóm ở đấy sẽ đưa ra và nói rằng là chúng ta sẽ tổng lực mời vào ngày này. Vậy thì mỗi một nhà phân phối cam kết là sẽ mời 2 hay 3 người đến cái chương trình đó. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra tổng lực. Ngược lại, bên cạnh đó là những cái chương trình đào tạo đi, thì các anh chị sẽ có đầu tiên là E lớn, đúng không ạ? Sau đó đến E nhỏ và đến các nhóm nhà phân phối giám đốc chuẩn. Vậy thì các anh chị hãy tận dụng tổng lực mời từ nhà phân phối trưởng E quản lý xuống đến các giám đốc 2 sao, xuống các giám đốc 1 sao và đến các đối tượng khác để làm thế nào đưa được nhà phân phối của mình đến những cái chương trình leadership. Những chương trình quảng bá liên quan đến leadership, và các anh chị hãy lưu tâm giúp cho em, bởi vì chúng ta sắp tới có 2 chương trình leadership vào ở Bắc Ninh, đúng không ạ? Ở Bắc Ninh, và chúng ta sẽ có chương trình leadership ở Thanh Hóa, 2 chương trình đó. Em Trang rất là mong muốn là rất là hy vọng rằng các anh chị ở trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay sẽ có mặt đầy đủ trong chương 2 chương trình đấy, bởi vì là kinh nghiệm rồi ạ. Tất cả những ai mà đi leadership từ 3 lần trở lên, cả nhà mình, từ 3 lần trở lên ấy, thì đều gọi là có sao có số ở trong New Mây, cả nhà mình ạ. Đều có sao có số ở trong New Mây. Cho nên là hãy bản thân mình ra quyết định là mình phải có mặt ở trong cái chương trình leadership đã. Bởi vì là các anh chị hãy nhớ giúp cho em là bản thân mình là cây ngô đồng thì Phượng Hoàng sẽ đến đậu, đúng không ạ? Bản thân mình là một người mà có cái tố chất thì đội nhóm của mình sẽ giống như mình ấy. Mình là người học tập ra sao thì đội nhóm của mình sẽ là người học tập như vậy. Các anh chị hãy nhớ là công việc của chúng ta đó là sao chép và nhân bản. Vậy mình như thế nào thì đội nhóm của mình cũng sẽ như thế. Cho nên là muốn đội nhóm của mình đi học thì bản thân mình phải đi học trước đã. Hãy có mặt ở trong những chương trình leadership, hãy có mặt trong những chương trình đào tạo. Và đầu tháng 6, đầu tháng 9 thì chúng ta sắp có, đó là ngày 6 tháng 9, từ các anh chị giám đốc 2 sao trở lên, đúng không ạ, thì bắt đầu sẽ được tham dự chương trình là kick off ở tại Hà Nội. Các anh chị biết là những chương trình kick off như thế, thông thường chúng ta sẽ có những phần đào tạo rất là hay từ phía công ty. Cho nên là nếu các anh chị chưa lên 2 sao thì anh chị nhanh chóng cùng với đoàn đội của mình chinh phục nước thang 2 sao để có mặt ở tại chương trình leadership ngày 6 tháng 9. Và bí quyết là nếu như mà trong tháng này chưa được lên ấy, thì mọi người hãy tham gia vào leadership để chinh phục những nấc thang cao hơn, và để tháng 10 chúng ta lại tham dự chương trình kích học ở nhà mình nhé. Vâng, tiếp theo còn một cái phần nữa mà em muốn chia sẻ kỹ hơn với cả nhà mình, đó là đề cao cái người tuyến trên của mình ạ. Đề cao người tuyến trên của mình thì người ta hay gọi là cuộc gặp ABC ở nhà mình ấy. Đấy là cuộc gặp 21. Tuyến trên của mình này với bản thân mình đi gặp một nhà phân phối khác, đấy là cuộc gặp 21, đúng không ạ? Vậy thì một cuộc gặp 21 ấy, một cuộc gặp 21 thành công thì bản thân mình phải quảng bá được tốt cho cái người tuyến trên của mình, phải có cái hình ảnh tốt. Em lấy ví dụ như này cả nhà mình. Đây là một cái anh ứng viên mà anh ấy là chủ một doanh nghiệp ấy,
chủ một doanh nghiệp, trong khi đó tuyến trên của mình mới chỉ là giám đốc 2 sao thôi. Vậy bây giờ mình là một nhà phân phối, mình đang nhờ tuyến trên của mình đi chia sẻ, đi hỗ trợ cho mình, vậy mình làm thế nào để có thể đề cao tuyến trên của mình? Nếu cái chị đề cao không khéo ấy, là tự dưng cái người tuyến trên của mình bị lép vế trước cái người ứng viên, bị lép vế trước người ứng viên, thì có phải chúng ta đồng ý với nhau rằng là mỗi một cái công việc ấy thì đều phải học, núi cao còn có núi cao hơn, đúng không ạ? Và không có nghĩa rằng là anh đang đứng ở đỉnh cao của ngọn núi này thì anh sẽ là đỉnh cao của ngọn núi khác. Từ trong Niu Mây ấy, thì ở bên ngoài anh có thể là giám đốc của kinh doanh truyền thống, anh có thể là ông nọ bà kia em không biết, đúng không ạ? Nhưng mà đến với Niu Mây thì vẫn là một nhà phân phối mới, hoặc là vẫn là một khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì cái kinh nghiệm ở trong Niu Mây thì sẽ không thể bằng một giám đốc 2 sao đang thực chiến làm việc được. Vậy là bản thân chúng ta hãy luôn luôn giữ sự tự tin trong mình. Và nhà phân phối của mình thì phải mời, đầu tiên là hãy nhớ quy trình để mà đề cao, đó chính là hãy giới thiệu tuyến trên của mình trước và tìm một cái ưu điểm nào đó của tuyến trên của mình mà cái người đối diện, cái ứng viên ấy không có, để mình đề cao, để mình đề cao tuyến trên của mình lên, đúng không ạ? Để đề cao tuyến trên của mình lên. Và khi các chị đề cao tuyến trên của mình lên thì tuyến trên của mình mới có cái lý do, hoặc là mới có cái thế, người ta gọi là có cái thế để chia sẻ kỹ hơn với ứng viên của mình chứ, đúng không ạ? Cái kỹ năng quảng bá và kỹ năng đề cao tuyến trên rất là quan trọng. Bây giờ em sẽ xin được chia sẻ cái ý cuối cùng với cả nhà mình ạ, đó chính là cái quy trình, gọi là cái quy trình quảng bá các anh chị. Quy trình quảng bá thì quy trình quảng bá sẽ chia làm 3 khâu các anh chị nhé, đó là trước, trong và sau ạ. Sẽ chia làm 3 khâu, đó là trước, trong và sau. Trước khi diễn ra sự kiện, trong khi diễn ra sự kiện và sau khi diễn ra sự kiện. Bất kỳ một cái sự kiện nào cũng vậy các anh chị, kể cả là trên sự kiện tuần như là OBB, sự kiện tháng như là OBB vinh danh GMP, đúng không? Và sự kiện đào tạo lớn như leadership, thì chúng ta đều phải tuân thủ cái quy trình, đó là trước, trong và sau. Trước, trong và sau. Vâng. Vậy thì trước khi diễn ra cái sự kiện, các anh chị đã mời, tạo ra sự khan hiếm rồi, khách hàng đồng ý đến dự rồi, đúng không ạ? Nhưng mà có những khách hàng... có phải là nhà phân phối chúng ta sẽ gặp mấy sự kiện này không? Một là lúc mà mời thì người ta đồng ý, xong đến lúc mà sự kiện diễn ra họ lại không đến nữa, đúng không ạ? Mời là cô ơi, thứ bảy tuần này chúng cháu có sự kiện A, B, sự kiện C, là cháu dành tặng, cháu chỉ còn một vé để cho dành tặng cô nhé, đúng không? Thế là cô cô đồng ý đi. Xong rồi chúng ta mời họ từ thứ ba, thứ tư và đến thứ bảy nó mới diễn ra sự kiện đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có một cái khoảng thời gian, đó là trước khi diễn ra sự kiện mất mấy ngày đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bám sát, nếu mà chúng ta không nhắc nhở đối với khách hàng của mình là cô ơi, cháu muốn gọi điện xác nhận lại với cô một lần nữa là cái chương trình thứ 7 này vô cùng quan trọng và cháu đã dành tặng cái vé cuối cùng cho cô rồi. Cháu muốn xác nhận với cô là cô sẽ chắc chắn đến sự kiện này nhá cô nhá. Hay là cháu tiện đi qua nhà cô thì cháu đón cô. Tất cả nhà mình phải bám sát khách hàng trước cái sự kiện đó để chắc chắn rằng họ có mặt trong sự kiện đó thì chúng ta mới không bị từ chối. Còn nếu mà họ chỉ nhận lời mời không thôi, sau đó các anh chị không theo sát trước sự kiện, thì đến lúc sự kiện rất nhiều người sẽ alo, chị bận cái này, anh bận cái kia, và họ không đến. Rồi cuối cùng là chúng ta có 5 người nhận lời, nhưng mà cuối cùng là chỉ tốt thì được 1-2 người đến. Còn nếu mà không thì có những anh chị là mời 3 người thì chẳng có ai đến cả. Đấy, vậy thì cái khâu mà trước khi quảng bá, trước khi diễn ra sự kiện ấy, là sau khi chúng ta đưa ra lời mời rồi, chúng ta đưa ra lời quảng bá rồi, thì chúng ta phải theo sát, đúng không ạ? Phải nhắc liên tục ứng viên của mình để họ sắp xếp công việc, để họ sẽ có mặt đúng vào cái ngày hôm đấy. Nó quan trọng lắm. Còn nếu như anh chị không làm được việc này, rất là nhiều người đến cái nước cuối cùng rồi mới alo, cô bận cái này, anh bận cái kia, chị đang vội cái này nhớ. Còn nếu anh chị nhắc từ thứ 3 đến thứ 7, anh chị ơi, cứ cách 1-2 hôm lại gọi điện. Chị ơi, em đang chuẩn bị cho chương trình, em đang ở sự kiện này, em đang kiểm tra lại những cái công việc cần làm cho cái chương trình thứ 7 tuần này này, cho nên em nhớ là em dành tặng cho chị một vé mời, em gọi điện xác nhận lại, chị nhớ nhá. Nhắc ứng viên của mình, đúng không ạ? Trong cái phần số 2 đó là trong sự kiện,
mời được đến sự kiện rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mời đến rồi, nhưng mà cái phần nội dung chia sẻ trong sự kiện mới quan trọng, bởi vì cái phần nội dung chia sẻ đó mới giúp ra họ ra quyết định là họ ký thẻ thành viên hay không, họ trở thành nhà phân phối, họ dùng sản phẩm hay không, là ở cái phần trong sự kiện, đúng không ạ? Vậy trong sự kiện các anh chị sẽ làm cái gì? Rất là nhiều các anh chị mời ứng viên đấy, xong rồi mình chỉ ngồi cạnh ứng viên thôi, ngồi cạnh ứng viên nhưng mà mình lại cứ dùng cái điện thoại của mình ấy để làm việc riêng. Bản thân mình tự hạ thấp vai trò của mình và tự hạ thấp cái sự kiện mà mình đề cao trước đó, đúng không ạ? Nếu cái sự kiện đó quan trọng, với trong cái sự kiện, trong cái chương trình diễn ra cái sự kiện đó, bản thân các anh chị là phải ngồi gần hoặc là ngồi cạnh hoặc là trong tầm nhìn của mình với ứng viên của mình, và anh chị phải tham gia thực sự tập trung, thực sự nghiêm túc, cần phải có những cái ngôn ngữ cơ thể để toát ra cho cái người đối diện biết rằng à, mình đang rất là tập trung, mình đang rất tâm đắc cái nội dung này đây, đúng không ạ? Gật đầu, mỉm cười, gật đầu, đúng không ạ? Thì ứng viên của mình mới theo cái hiệu ứng là họ tin tưởng, họ mới lắng nghe, chú ý. Chứ nếu như mà họ thấy mình sao nhãng, họ thấy mình lướt điện thoại thì họ cũng có quyền lướt điện thoại, đúng không ạ? Và nếu như mà mình không theo sát họ thì họ nhiều khi chỉ là tham gia 5-10 phút rồi họ đứng dậy đi về. Và đứng dậy đi về thì còn có tác dụng gì nữa, đúng không ạ? Họ còn chưa kịp nghe hết nội dung mà. Cho nên cái phần khâu trước ấy là chị ơi, chương trình này nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1 tiếng này hay là 2 tiếng này. Cái phần này là phần quan trọng nhất đấy chị ạ. Đấy, phần này là quan trọng nhất đấy các chị ạ. Anh chị ạ, thì phần này phần sau còn hay hơn nữa. Mình liên tục quảng bá, liên tục quảng bá cái phần sau để mà giữ chân khách hàng của mình, đúng không ạ? Đó, thì đấy là trong sự kiện. Rồi, trong sự kiện sau khi mà đến cái phần giải lao hoặc là cái phần trước sự kiện một chút thì có thể kết nối ứng viên của các anh chị, khách mời của anh chị đối với những người khác trong hội trường để tạo ra sự gắn kết, đúng không ạ? Và đến cái quy trình thứ ba đó là xong, người ta gọi là after meeting ấy, sau chương trình gặp, đúng không? Đó chính là trước, trong và sau. Vậy sau khi mà tham gia sự kiện rồi thì làm cái gì cả nhỉ mình? À, thì đầu tiên là tiếp tục chăm sóc, đúng không ạ? Tiếp tục chăm sóc và hỏi họ về cái cảm nhận trong chương trình ngày hôm đấy, họ có suy nghĩ gì, họ có cảm nhận như thế nào, để cho họ nói hết ra, suy nghĩ ra. Sau đó chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi chốt, đúng không ạ? Hỏi những câu hỏi chốt để mở thẻ, đưa họ vào quy trình chăm sóc, đưa họ vào danh sách khách hàng đó. Vâng, một số sai lầm hay là một số những cái sai lầm gặp thường hay gặp phải của nhà phân phối các anh chị, một số những cái sai lầm thường gặp khi mà nhà phân phối mới làm, một số sai lầm thường gặp ạ. Cái thứ nhất ấy, đó chính là không mời người đến sự kiện. Một là không mời người đến sự kiện. Bí quyết để thành công nhanh nhất đó chính là đưa người đến sự kiện. Bí quyết để thành công nhanh nhất đó là đưa người đến sự kiện. Vâng ạ, chắc chắn bí quyết để thành công nhanh nhất là các anh chị phải đưa người đến sự kiện. Đưa người đến sự kiện thì các anh chị mới tận dụng được cái hiệu ứng và đỡ phải nói nhiều, mình join vào tổ chức sẽ hỗ trợ giúp cho mình. Vậy thì có rất nhiều người không mời được nhà phân phối đến, không phải là không mời, mà bản chất là họ có một cái yếu tố đầu tiên, đó chính là họ không mời khách mời. Vậy lý do tại sao họ không mời ạ? Lý do tại sao nhà phân phối của mình không mời khách hàng đến OVP, không mời khách hàng đến sự kiện vinh danh, không mời khách hàng mình đến những cái chương trình vinh danh thu nhập cao? Cái thứ nhất là họ không có danh sách khách hàng. Nhà phân phối mới của mình không có danh sách khách hàng, không biết mời ai luôn. Và cái thứ hai ấy, họ không được hướng dẫn cái cách mời của từng sự kiện khác nhau. Cho nên bản thân các anh chị ạ, khi mà các anh chị tổ chức bất kỳ một sự kiện nào thì anh chị hãy hướng dẫn cho nhà phân phối của mình cái cách để mời người đến. Cách để mời người đến. Và bao giờ cũng như vậy, phải có được một cái người ta gọi là danh sách khách hàng. Đấy là quan trọng nhất ạ. Vâng. Sai lầm thứ nhất là không mời, đúng không ạ? Cái sai lầm số 2 là gì vậy cả nhà mình? Cái sai lầm thường gặp phải ấy, đó chính là mời nhưng mà khách hàng không đến. Cũng giống như việc các anh chị hẹn gặp ấy, hẹn gặp ngày hôm nay mình lên kế hoạch là gặp người A, gặp người B, gặp người C, lên kế hoạch làm việc hàng ngày á,
Thế nhưng mà cứ đến lúc mà chuẩn bị hẹn gặp rồi ấy, thì khách hàng lại gọi điện là ôi cô lại bận rồi, cô lại đi đón con rồi, cô lại đi đón cháu rồi. Hẹn gặp hàng ngày, hẹn gặp một một để mình đi gặp để người ta tư vấn người ta ấy. Em chưa nói đến cái sự kiện OBB nhóm. Chỉ có phải là do mình không xác nhận trước lịch không? Đúng không? Mình bỏ qua cái bước đó là trước, trong và sau. Ví dụ mình có cái lịch hẹn là vào ngày mai, thì buổi tối, muộn nhất là buổi tối ngày hôm nay mình phải xác nhận lại. Chị ơi em có lịch hẹn với chị ở tại địa điểm này vào chỗ vào lúc này ngày mai. Chị em mình gặp nhau trong khoảng thời gian 30 phút nhé chị nhá. Em gọi điện lại để xác nhận lại với chị, chắc chắn là chị em mình gặp nhau nói chuyện. Vì hôm trước là chị em mình đã thống nhất rồi. Em gọi điện nhắc nhở chị. Đúng. Một cái bước đệm để mình chắc chắn là ngày hôm sau mình sẽ gặp được. Chứ ngày hôm nay cứ alo mai gặp nhau nhá, rồi đến lúc ngày mai gặp là không gặp được. Đúng không ạ? Cho nên là mời mà không đến ấy, thì nó đều liên quan đến cái việc là mình không theo sát, mình không xác nhận lại. Mình không xác nhận lại, mình không theo sát cái ứng viên đó, không nhắc nhở họ về cái thời gian địa điểm diễn ra cái sự kiện hoặc là cái cuộc gặp đối với mình. Đó. Và một cái tiếp theo nữa đó chính là không xây dựng đủ niềm tin vững chắc. Các nhà phân phối mới không xây dựng đủ niềm tin vững chắc cho nên không dám mời. Nhà phân phối không xây dựng đủ niềm tin vững chắc cho nên không dám mời khách hàng, không dám mời ứng viên. Vậy thì khi mà họ ví dụ như là mời OBB đến OBB sản phẩm đi, thì khách hàng nhà phân phối của mình đã trải nghiệm sản phẩm tốt chưa? Họ đã trở thành sản phẩm của sản phẩm chưa? Nếu mà họ đã trở thành sản phẩm của sản phẩm thì họ sẽ có lòng tin tối ưu vào sản phẩm, lòng tin tối cao vào sản phẩm. Thì đương nhiên họ sẽ có cái cách mời để mời khách hàng của mình đến OBB về sản phẩm. Đúng không ạ? Còn đối với những nhà phân phối mà mới bắt đầu kết hợp với cái công việc kinh doanh, họ chưa có cái niềm tin về mặt thành công, thì bản thân cái người dẫn dắt là chúng ta ấy, là những nhà phân phối tuyến trên, thì đã làm cái hành động gì để xây dựng niềm tin cho nhà phân phối tuyến dưới của mình ạ? Đã làm cái điều gì để xây dựng niềm tin cho nhà phân phối tuyến dưới của mình? Có cho họ nhìn thấy cái tầm nhìn không? Có cho họ nhìn thấy tấm gương thành công mà cùng với cái hoàn cảnh của họ để họ được truyền cảm hứng, được truyền động lực hay không? Đúng không ạ? Và sau đó thì mới đến cái bước tiếp theo, đó là bước cầm tay chỉ việc liên quan đến hoạt động mời khách và quảng bá. Vâng, đấy ạ, để em chỉ ra cho cả nhà mình ba cái những cái vấn đề thường gặp hoặc là những cái sai lầm của nhà phân phối mới. Vậy thì có một cái câu rất là hay ở trong cái công việc này em xin dành tặng cả nhà mình ấy, đó chính là mời người và quảng bá sự kiện là việc của mình, còn đồng ý tham dự hay không là việc của ứng viên. Hãy đừng kỳ vọng rằng là những cái người mà mình mời ấy, họ sẽ tham gia. Việc của anh chị là mời số lượng đủ nhiều, và kinh doanh là trò chơi của các con số. Cho nên khi các anh chị mời đủ nhiều ấy, thì sẽ có đủ số lượng ứng viên đi. Còn nếu mà anh chị mời ít quá thì rất rất có thể sẽ chẳng ai đi cả. Bởi vậy cho nên là hãy tập trung vào công việc của mình là việc của mình là mời này, việc của mình là quảng bá này. Còn cái việc đồng ý đi tham dự hay là không là việc của khách hàng. Có những người mà họ đang chưa bận, đang chưa có thời điểm thích hợp thì sẽ không tham gia. Đúng không ạ? Cho nên là nó lại dẫn đến với câu thứ hai, đó chính là thành công ở trong New May đó là chính là mời nhiều người tham gia sự kiện. Thành công ở trong New May đó chính là mời nhiều người tham gia sự kiện và mời nhiều lần trên một người. Và mời nhiều lần trên một người. Cho nên nếu mà cái người này mà mình mời một lần chưa tham dự thì mình sẽ đưa họ vào danh sách tiếp theo để sự kiện tiếp theo mình sẽ mời. Thì mình mời cho tới khi nào họ chỉ có hai sự lựa chọn là hoặc là tham gia sự kiện của mình hoặc là chết. Có nghĩa là nếu mà họ không tham gia vào sự kiện này thì họ cứ được đưa vào danh sách chăm sóc tiếp theo. Đúng không ạ? Họ cứ được đưa vào danh sách chăm sóc tiếp theo, và chúng ta cứ có sự kiện nào phù hợp với họ thì chúng ta lại mời. Đó, cho nên là thành công của trong sự kiện này đó là mời nhiều người đến sự kiện và mời nhiều lần trên một người. Đó. Vâng. Vậy thì ngày hôm nay em đã chia sẻ với quý cô chú anh chị về thứ nhất đó chính là ý nghĩa của cái việc quảng bá này, nguyên tắc quảng bá đúng không ạ? Một số sự kiện quảng bá và cái quy trình trước, trong và sau
khi quảng bá, đúng không ạ? Nó cũng là một trong những cái phần kỹ năng cơ bản, đúng không? Nó một phần kỹ năng cơ bản của cái công việc mà chúng ta đang làm. Và rất là mong rằng là trong cái phần chia sẻ này của em ấy, thì có thể nó chưa thực sự logic, hoặc là có phần nào đó mà nó chưa phù hợp, thì các anh chị có thể lựa chọn những cái điều gì mà các anh chị phù hợp thì các anh chị áp dụng trong công việc kinh doanh của mình. Rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của em ạ. Vâng, em xin được nhường mic lại cho MC xinh đẹp ạ. Vâng, vâng, như vậy thì cả nhà mình vừa mới được được nghe cái phần truyền tải vô cùng tuyệt vời của em Huyền Trang, đúng không cả nhà mình? Và bao nhiêu số các cô chú các anh chị ở trong phòng Zoom ngày hôm nay thấy cái phần chia sẻ này vô cùng tuyệt vời thì hãy comment cho em một tràng số 9 thật dài đấy ạ, để gửi lời cảm ơn tới chủ giảng của chúng ta trong chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà mình? Và như vậy thì trong cái thời gian ngắn ngủi thì chúng ta đã được đón nhận cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Và bản thân em thì em thấy tâm đắc nhất cái việc đó chính là mình thực hiện cái việc là trước và trong sau trong quá trình mình đặt lịch hẹn. Thường thì các anh chị chúng ta đi đặt lịch hẹn với một người ở đó thì cứ hẹn là chủ nhật tuần sau 3 giờ em đến nhé, sau đó để chả nói năng tiếng nào, thế đến tận chủ nhật tuần sau xuất hiện liên luôn, đúng không cả nhà mình? Tức là chúng ta chỉ có trước và sau thì không có trong, tức là chúng ta chưa xác nhận lại được cái lịch hẹn của chúng ta trước khi chúng ta đến, ví dụ như thế, thì dẫn đến là cái cuộc gặp của chúng ta có thể người ta có việc đột xuất, có thể lâu quá người ta cũng quên, mình mới nhắc lại để xác nhận việc là cái lịch hẹn của chúng ta, để chúng ta cái cuộc gặp của chúng ta nó có thể không mất thời gian đi đi về về, đúng không cả nhà mình? Cá nhân em thì thấy như vậy. Thế không biết là các quý cô chú các chị trong phòng Zoom ngày hôm nay như thế nào? Vâng, cảm ơn cả nhà mình đã comment rất nhiều cái tràng số 9 thật dài. Em cũng muốn hỏi cảm nhận của một số quý cô chú anh chị trong một Zoom ngày hôm nay chúng ta đã được tham dự cái buổi học này. Thì chúng ta thấy là cái giá trị mà chúng ta nhận được trong cái buổi ngày hôm nay là như thế nào? Chị xin trân trọng kính mời em Thảo Lan đến từ E17G23 nào. Thảo Lan đâu rồi nhỉ? Vừa thấy bạn ở đây mà. Thảo Lan E17G23 đi em ơi. Em chia sẻ cái cảm nhận của mình ngày hôm nay mình học thì mình thấy được cái bài truyền tải của em Huyền Trang thì mình học tập được cái gì, mình tăng tâm đắc nhất cái gì. Thảo Lan có nghe đấy chị Nga? À chết rồi, xin lỗi, sorry cả nhà mình. Bây giờ em mới nhớ là em phá mic. Đấy, em cứ mãi em không để ý, là em mở mic cho cả nhà mình. Đấy, tí em quên, cứ bảo hỏi, không thể trả lời. Rồi, ok được rồi em, chị mở mic rồi. Thảo Lan mở mic được rồi em ơi, bây giờ thì mở mic được rồi. Lấy chìa khóa, rồi ok. Rồi, trân trọng kính mời em. Em đây ạ. Dạ vâng, cả nhà mình có nghe được tiếng em không ạ? Ok, nghe rất rõ em ơi, em Lan nói đi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào, kính chúc sức khỏe tới toàn thể các anh chị trong ban tổ chức cùng toàn thể quý cô chú anh chị có mặt trong phòng Zoom hôm nay. Thì quả thật là em thì trước đây ấy, em có cơ duyên để em biết ơn Philippines thì đến giờ em chỉ biết nói lời biết ơn thôi. Biết đến tới Alpha Lipid mà sức khỏe em đã được cải thiện. Để nói là toàn diện thì em không dám nói, nhưng mà bây giờ thì em hoàn toàn là không phải hỏi đến bệnh viện và thuốc tây một chút nào nữa, đó là điều em không cần phải nói nữa. Và về cái cơ duyên để em được kinh doanh của New May á, thì giờ em cũng cảm ơn New May vì em cũng có ít nhất là một cái sao rồi. Vậy em sẽ cố gắng để phát triển bản thân mình nhiều hơn, cố gắng học tập nhiều hơn. Cố gắng để được phối hợp với các anh chị, được học hỏi các anh chị, để em sẽ có nhiều sao hơn nữa, giống như các anh chị đang ngồi trong phòng Zoom hôm nay, đặc biệt như là bạn Huyền và chị Tống Nga, đó là hai người hôm nay em rất là ngưỡng mộ. Và qua cái buổi học hôm nay thì em học tập được rất nhiều kiến thức, mà rất nhiều cái kỹ năng em còn thiếu ấy, em còn thiếu nhiều lắm. Đó là cái kỹ năng về quảng bá bản thân, thì em quảng bá nhiều lắm rồi, nhưng em cũng chưa có gì để quảng bá. Đấy, em chưa có được nhiều thứ để quảng bá, nhưng chị em rất muốn quảng bá, thì em có tí nào em quảng bá hết. Tuy nhiên là em chưa có nhiều, cho nên là em cũng chỉ quảng bá được ít thôi. Còn về cái phần mà để những cái sai lầm mắc phải thì em thấy em cũng mắc khá là nhiều. Bởi vì đôi khi thì em nói ở đây thì nói nhiều này, nhưng em gặp khách hàng em vẫn có phần hơi nhút nhát, em chưa nói hết được, nên thành ra em sai sót. Thì qua buổi học hôm nay thì em thấy những cái kiến thức được bạn
Huyền Trang chuyển chuyển tải tới toàn thể quý chú anh chị cũng như là em hôm nay thì em thấy nó cực kỳ là tuyệt vời, bởi vì em học hỏi được nhiều thứ lắm luôn. Ví dụ như là sắp có cái sự kiện leadership ở Thanh Hóa này thì em cứ nhất thiết là được đi Thanh Hóa, và em bảo chị tuyến trên của em là chị Thanh Hương đăng ký như đi Thanh Hóa, nhưng đến giờ thì em mới mời được hai nhà phân phối em thôi, mà trong khi là em thì hơi hoành tráng thì em đăng ký 3 vé nhưng mà em mời được hai người. Thì hôm nay em mới thấy cái thiếu sót của em là em vẫn chưa biết là mọi người đến sự kiện nhiều. Vì hôm nay thì em học được kiến thức là phải quảng bá về sự kiện của mình, đó là điều cũng rất là quan trọng. Phải tạo ra cái sự khan hiếm của sự kiện này là em cũng chưa biết được. Còn những cái liên quan đến chương trình leadership thì em cũng quảng bá tốt lắm rồi, em cũng nói nhiều lắm. Mời người đến theo như về còn nữa là cái đặt lịch hẹn á, đặt hẹn á, là em cũng chưa có kỹ năng nhiều mà hôm nay là em đã học được. Em học được ví dụ như là mời nhiều lần trên một người thì cái kỹ năng đó em còn thiếu, nhưng hôm nay qua học được rồi thì chắc chắn là em sẽ làm được điều này. Vì gọi điện thoại nó có khó đâu, mà tại sao trước giờ em không làm được, các thủ lĩnh làm được mà em không làm được? Thì đó là cái điều mà em học được rất là nhiều kiến thức hôm nay, cho nên là em cũng chỉ biết nói là em học được nhiều, và những cái kiến thức quý báu tuyệt vời như này thì cũng chỉ biết nói lời cảm ơn và biết ơn tới đầu tiên là bạn Huyền Trang đã cho em được học những kiến thức này, và sau đó em cảm ơn tất cả các thủ lĩnh đã tạo ra một cái môi trường học tập nó tuyệt vời như thế này. Cảm ơn MC chị Tống Nga đã cho em lên đây chia sẻ về phần cảm nhận của mình, và em cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã nghe em chia sẻ, và em sẽ mong là sẽ được có những được tham gia những cái buổi học nhiều hơn nữa để em có kỹ năng hơn, kiến thức hơn, em phát triển bản thân nhiều hơn, và em sẽ cố gắng để được thành công trong New Mây như các anh chị thủ lĩnh. Em xin cảm ơn ạ. Ok em đừng bảo là mình chưa có gì để quảng bá, cho nên là mình có ít quá. Bây giờ mà đối với những người mà vừa mới vào New Mây mà để mà hái được một sao là cũng cả một hành trình em ạ, chứ không phải đơn giản đâu, đúng không? Thế cho nên là mình cũng có quá nhiều cái để quảng bá mà mình có thể mình chưa quảng bá hết thôi em Lan nhé. Cảm ơn phần chia sẻ của em. Và các quý cô chú anh chị có ý kiến đóng góp gì hay có thêm cảm nhận của mình mà chủ động có thể giơ tay, có thể bật mic thì em sẽ mời. Còn đâu thì em sẽ trong quá trình chờ đợi thì em cũng sẽ mời một nhà phân phối đến từ thị trường Lai Châu. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Lê Huệ. Bản thân bạn Lê Huệ ở trong cái phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay thì bạn Huệ có cảm nhận chia sẻ gì trong quá trình mình được nghe hết cái quy trình cái bài buổi tối ngày hôm nay rồi? Huệ đâu rồi em ơi? Em mời. Dạ vâng, cảm ơn chị Nga. Và xin gửi lời chào tới toàn thể các anh chị nhà phân phối trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay. Em Lưu Huệ nhá. Lưu Huệ, chị Nga nhá. Vâng. Thực sự là qua hơn một năm làm việc cùng với thì hợp tác cùng với New Mây trở thành nhà phân phối, thì hôm nay nghe Huyền Trang chia sẻ lại về kỹ năng quảng bá, mời khách, cũng là các kỹ năng trước, trong và sau khi mời khách hàng, thì vậy cảm thấy là thực sự là mình cảm thấy là mình nghe cứ như nghe từng chữ một đấy, thật là tâm đắc. Mà cái tâm đắc nhất mà chính mình đang bỏ sót đó chính là mời nhiều khách hàng đến dự, đến một lần đến dự hội nghị, đến the seat đấy, mời nhiều khách hàng, nhưng mà một khách hàng thì mời nhiều lần, thấy nó hay quá, tuyệt vời quá, mà cảm thấy đúng là mình thực sự có những cái thiếu sót đó, không chú trọng được nhiều. Mình mời đến lần 2 đến 3 lần, nhưng mà đến nhiều lần thì thực sự là chưa. Đấy là những cái mà cũng phát hiện ra là điểm yếu, điểm thiếu sót trong cái bản thân của mình. Thì cảm ơn Huyền Trang rất là nhiều. Mặc dù vào thì nghe Huyền Trang chia sẻ đã rất nhiều lần rồi, nhưng mà với lần này thì có mỗi một lần có một cảm xúc riêng, và lần này thì thực sự là cảm xúc nó rất là, vì những cái mình vấp ngã thì mình cảm thấy nó lắng đọng hơn nhiều so với những gì mình chưa trải qua nhiều. Thì cũng mong là các nhà phân phối trong chúng mình, cả nhà mình ngồi đây ấy, trong buổi tối chia sẻ ngày hôm nay cũng
cũng mong là rút được cái kinh nghiệm cũng như là áp dụng được vào thực tế, thực chiến để làm sao cho hệ thống của mình nó mạnh mẽ hơn. Doanh số chúng ta có nhiều người hợp tác chúng ta hơn và có nhiều người cùng nhau đi chia sẻ, lan tỏa giá trị sản phẩm nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Quyền Trang, cảm ơn chị Tống Nga. Cảm ơn phần chia sẻ của em Lưu Huệ đến từ thị trường Lai Châu. Vâng, và như vậy thì không phải cá nhân một mình em cảm thấy rất tuyệt vời, và hầu như các anh chị trong phòng Zoom cũng cảm thấy rất là tuyệt vời. Em cũng muốn nghe sự chia sẻ của một số các quý cô chú anh chị. Ngoài cái việc mình khen ngợi các anh chị nhé, ngoài cái cảm nhận mình thấy rất tuyệt vời rồi, mà mình thấy cái gì cần bổ sung mình cứ mạnh dạn, quý cô chú anh chị ạ. Chứ không phải là ai lên phòng Zoom này cũng là xuất sắc, mà em thấy là rất nhiều người chỉ khen khen không thôi, thì lỡ nào còn có ý kiến nào hay thì chúng ta cứ bổ sung thêm để đóng góp cho cái bài chia sẻ có thể lần sau nó sẽ tốt hơn ạ. Và em xin mời một bác hơi hơi có tuổi một chút, bác Trần Đức Thanh đến từ E08G23. Cứ đeo kính đi, em gọi bác nào có đeo kính thì gọi là người có tuổi. Thế mà em lan đeo kính mình thì không gọi có tuổi rồi. Rồi xin mời bác Thanh ạ. Cái gì vậy Tống Nga ơi? Bác Thanh có thể chia sẻ cái cảm nhận. Vâng. Vâng, em Thanh xin chào cô bác anh chị đang có mặt ở trong phòng Zoom. Thì thông qua buổi tối ngày hôm nay thì em Thanh nhận được rất nhiều giá trị thông qua bạn Huyền Trang đã chia sẻ với anh chị em chúng ta trên phòng Zoom. Thì với cá nhân em Thanh thì em nghĩ rằng là trong công việc ấy thì đôi khi là cái quảng bá bản thân thì làm cũng tương đối tốt rồi, nhưng mà cái quảng bá trước và trong và sau cái chương trình quảng bá thì em Thanh vẫn còn hạn chế cái việc đó. Nên là thông qua cái bài học tối ngày hôm nay thì em Thanh cũng nhìn nhận ra rất nhiều cái giá trị trong cái công việc quảng bá để mà phục vụ cho công việc xây dựng của mình. Thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn bạn Nguyễn Trang, cảm ơn ban đào tạo của G23 đã có một cái chương trình vô cùng tuyệt vời trước cho nhà phân phối nhìn nhận đánh giá và học tập được rất nhiều những cái kinh nghiệm của những anh chị đi trước, có cái kinh nghiệm mà chuyển giao cho anh chị em trong giờ chúng ta để phấn đấu G23 chúng ta sẽ có được một cái sự bứt phá trong cái thời gian tới. Thì, đó là một vài cảm nhận của em Thanh. Một lần nữa xin cảm ơn ban đào tạo của G23, cảm ơn em Nguyễn Trang và cảm ơn MC xin chào Tống Nga. Chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối vui vẻ và nhận được nhiều giá trị, và đặc biệt chúc cô bác anh chị chúng ta có một đêm ngon giấc và có một kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 vui vẻ và bổ ích. Nếu mà về 80 triệu thì 30 triệu về đấy, nếu mà anh đã cho mẹ cùng 10 triệu thì đã luôn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ cảm nhận của bác Trần Đức Thanh, E08G23. Như vậy thì bất cứ ai tham dự cái chương trình trong buổi tối ngày hôm nay đều chắc chắn mỗi người đều có được cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Để mình ngộ nhận ra rằng là từ trước đến giờ mình chưa làm tốt cái kỹ năng quảng bá này, đúng cả nhà mình. Và hy vọng rằng là sau cái bài buổi tối ngày hôm nay, chúng ta được đón nhận cái giá trị tuyệt vời này thì chúng ta sẽ áp dụng tốt trong cái kỹ năng để nâng cao cái kỹ năng quảng bá của mình, đặt lịch hẹn của mình tốt hơn để chúng ta sẽ làm tốt trong cái công việc là kinh doanh cái dòng sản phẩm này, giống như là lan tỏa cái giá trị tuyệt vời của sản phẩm này đối với nhiều người. Và đặc biệt nữa là sắp tới tháng 9 chúng ta có hai cái sự kiện quan trọng, đó là sự kiện leadership của Bắc Ninh và sự kiện leadership của Thanh Hóa. Các quý cô chú anh chị nào mà chúng ta đã mua vé rồi, đã có vé rồi thì rất hay có cái tình trạng là đến cái ngày mà sự kiện thì lại chị ơi em dư một vé, chị ơi em dư ba vé, bán hộ em với. Đó, cái tình trạng mà lúc đó mà dư vé đó chính là cái kỹ năng quảng bá của chúng ta chưa tốt, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta bắt đầu mới điểm điểm là 2-3 người chúng ta mua, hay là 5-7 người chúng ta mua vé đủ rồi. Tới lúc đó là có khi 5 người nó trả lời 4 người là chị bận lắm, chị không đi được. Khi mà kỹ năng quảng bá của chúng ta chưa tốt thì đương nhiên là người ta sẽ đưa ra rất nhiều cái lý do để người ta bận, vì người ta nghĩ là ui dồi ôi đi tới 2 ngày thì bao nhiêu công việc ở nhà nó sẽ ùn tắc lại, ví dụ như thế. Nhưng nếu kỹ năng quảng bá chúng ta tốt thì người ta sẽ sắp xếp công việc,
người ta sẽ có đủ khát khao, có đủ động lực để người ta tham dự được cái khóa học đó, đúng cả nhà mình. Cho nên là sắp tới cái chương trình leadership thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ bị cháy vé chứ không bị dư thừa vé nào, đúng cả nhà mình. Nói như em Lan, em bảo mua 3 vé mà hiện nay có 2 người, từ nay đến leadership còn tương khá ngày thì chắc chắn là sau buổi học ngày hôm nay thì có thể nói là lại chị Thanh Hương ơi, nặng cho em vài vé nữa, bây giờ em nhiều người đi quá rồi, em lại không đủ vé là chị làm nào làm, đúng không ạ? Thế lúc đó thì chị Thanh Hương gọi điện cho em Huyền Trang, nói Trang ơi mày làm nào làm chứ bây giờ vé không có mà nhà phân phối chị nó bắt đền nên chết giả. Đấy, thế là giá trị của buổi tối ngày hôm nay lại nhân lên gấp bội lần, đúng cả nhà mình. Và như vậy thì ngoài cái việc sự kiện leadership ra thì bây giờ chúng ta cũng đang có các cái sự kiện tại các cái tỉnh thành, chúng ta đang làm rất tốt sự kiện khởi nghiệp vinh danh. Và đặc biệt nữa là chính là cái bình thường mà chúng ta làm hàng ngày, đó chính là kỹ năng quảng bá để 10 người đến OPP gia đình, OPP nhóm, đúng cả nhà mình. Thì đó là chúng ta cũng áp dụng rất là tốt. Và đặc biệt nữa là chúng ta 10 người đến các điểm bán. Và cá nhân em thì thấy rằng là rất nhiều các anh chị mới mở điểm bán ra, thời kỳ đầu nó vắng như chùa Bà Đanh, mở được 1-2 buổi sau đó thì không ai đến nữa là thôi đóng cửa không mở nữa, và thế là biến mất điểm bán, con số từ từ nó sẽ trả về con số không tròn chính, đúng cả nhà mình. Thế chính là mất đi cái, tức là mình nói là mở ra điểm bán nhưng chẳng mở cửa thì bán cho ai, vận hành cái gì, đúng cả nhà mình. Thế thì các anh chị cũng nên áp dụng triệt để cái kỹ năng quảng bá để chúng ta tốt cái điểm bán của chúng ta. Vâng, như vậy thì chương trình buổi tối ngày hôm nay chúng ta đón nhận giá trị tuyệt vời từ em Huyền Trang. Và có thể nói đây là cái chương trình mà lâu lắm rồi thì bên tổ chức G mới xây dựng một cái chương trình tuyệt vời đến như thế này. Em cũng muốn nhắc nhở cả nhà mình rằng là G23 của chúng ta đang từng bước là có sự thay đổi về cái sự chuyển giao kiến thức cũng như là kỹ năng để chúng ta có thể là đưa các anh chị em đội nhóm của chúng ta về với G học tập được những cái quý giá nhất. Vì vậy cho nên là chương trình của G của chúng ta nó sẽ diễn ra vào tối thứ ba và tối thứ ba và tối thứ bảy, đúng cả nhà mình, thứ ba thứ bảy thì toàn có cả thứ năm nữa. Thì cả nhà mình hãy không tham gia các đội nhóm riêng lẻ tại các cái e nhỏ của chúng ta, mà chúng ta hãy tập trung về G để lĩnh hội các cái kiến thức rất là tuyệt vời từ các anh chị thủ lĩnh, những người mà đã có kinh nghiệm thực chiến rất nhiều, để trau dồi có được cái sự đúc kết rằng là những cái buổi sau thì em vào Zoom có làm MC của chương trình thì không phải kêu gọi các anh chị em nữa, mà chúng ta đã sẵn sàng chào đón khi Zoom mở ra là chúng ta đã vào rất đông đủ rồi, đúng không cả nhà mình. Vâng, và bây giờ thì cũng đã là 9:48 rồi. Rất nhiều các anh chị còn có phải lên kế hoạch để cho ngày mai chúng ta còn đi ra thị trường. Vì vậy cho nên là chương trình Zoom của tối ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây cả nhà mình nhé. Hẹn gặp lại toàn thể các quý cô chú anh chị và những chương trình Zoom tiếp theo của G23. Và xin chúc cả nhà mình sắp tới có một kỳ nghỉ lễ vô cùng tuyệt vời. Và trong những ngày nghỉ lễ là vui chơi vẫn không quên nhiệm vụ, đi chơi vẫn chia sẻ sản phẩm, đúng cả nhà mình. Nghỉ lễ vẫn chia sẻ sản phẩm, vẫn làm OPP gia đình đều đặn, chứ không phải nghỉ lễ là nghỉ lễ mọi người được nghỉ ngơi thì nơi là nơi mà chúng ta có thể được tụ họp để chia sẻ sản phẩm của chúng ta một cách tốt nhất, đúng không cả nhà mình. Vâng, cả nhà mình hãy mở mic chào nhau và xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô chú.